Thưa quý vị và các bạn, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 8 bệnh nhân COVID-19, tất cả đều có địa chỉ tại huyện Yên Mỹ và đều là các trường hợp được cách ly tập trung từ trước. Trong đó có 4 bệnh nhân ở xã Thanh Long, 3 bệnh nhân ở thị trấn Yên Mỹ và 1 bệnh nhân ở xã Lưu Xá, tất cả đều liên quan đến các lái xe tuyến Bắc Nam đã được cách ly tập trung, xét nghiệm từ 3 đến 5 lần cho kết quả dương tính. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 144 ca bệnh. Huyện Yên Mỹ vừa kết thúc phong tỏa một loạt địa bàn sau 21 ngày không phát sinh ca bệnh mới cho khu vực phong tỏa, đó là các thôn Hạ, Đạo Khê, Thụy Trang ở xã Trung Hưng, thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, xóm Vườn Lò, thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, xóm giữa thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt. Nhiều công dân ở các khu cách ly tập trung của huyện cũng được kết thúc thời gian cách ly tập trung, về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Theo chỉ đạo tại công điện số 1488 của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Yên Mỹ vừa ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý người cách ly tại nhà ở xã Đồng Than. Địa phương này có bệnh nhân mã số 28.491 là lái xe tuyến Bắc Nam đến phòng khám Việt Nhật ở thị xã Mỹ Hào trong thời gian đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ 5.850 liều vaccine Pfizer cho tỉnh Hưng Yên. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên hoàn thành việc phối hợp với Học viện Quân y tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nanocovax cho 4.422 tình nguyện viên, tất cả đều đảm bảo an toàn.